Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây ngày là Bùng Binh Lý Thái Tổ, Minh Mạng, rồi Bê Chú Ký, rồi Phan Thanh Giảng. Và bên phải chúng ta đó là đường Bê Chú Ký, đi thẳng ra đường Trần Quốc Toản năm xưa, và cũng là 3 tháng 2 ngày nay. Và bên kia là đường Lý Thái Tổ, rồi cánh bên đây là Minh Mạng, và ngày nay là đường Ngô Gia Tự, và bên đây là đường B Chú Ký nữa nè. Và Lý Thái Tổ thẳng hướng này mình đến ngã 6 Cộng Hòa. Và ngày hôm nay nhân tiện một ngày đẹp trời sau cơn mưa, và em dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang dạo bước trên cung đường Phan Thanh Giảng. Và đây là đầu đường Phan Thanh Giảng điện phủ ngày nay. Chúng ta sẽ đi ngang một cái ngôi trường có lẽ gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều cô chú anh chị. Và ngày hôm nay ngôi trường của chúng ta hình như là đang xây sửa lại. Và đối với cung đường này, nổi tiếng về những cái tấm màn rèm cửa đó. Sẵn đây chia sẻ với anh chị và bạn thông tin về cung đường này. Nếu anh chị có nhu cầu về tấm rèm cửa, rồi tấm màn cửa rồi đó, là cung đường Điện Biên Phủ này ha. Khu này thuộc quận 10, và nơi đây cách chợ Bến Thành khoảng 3-4 km. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về bến xe miền Đông, cầu Phan Thanh Giảng, ở Hàng Xanh. Và chúng ta thấy ở đây có rất là nhiều cửa hiệu bán rèm cửa nè. Và Sài Gòn bây giờ là gần 7 giờ. Sài Gòn bây giờ mau tối lắm. Nên thành ra vừa gần hơn 5 giờ rưỡi là trời đã tối rồi. Và chúng ta đi tới một tí nữa, đó là ngôi trường Phan Xào Nam. Nếu mà ngày xưa cô chú anh chị đã từng học ngôi trường này thì chúng ta cùng nhau comment ha, để biết đâu trong những comment đó lại có những cái người bạn, những người quen ngày xưa của chúng ta. Và ngày nay chúng ta có dịp nhìn lại khung cảnh của ngôi trường. Và ngôi trường này cũng là trường bán trú, ngoại trú luôn. Và ngày hôm nay trường này hình như là đang xây lại thì phải. Và hai bên trường thì có những cái cửa hàng bán rèm cửa, màn cửa nè, rất là nhiều luôn. Và ngôi trường này hôm nay hình như là đang bên trong đang tu sửa gì lại hay sao á, hoặc là đập xây mới hay gì á. Đây nhìn vậy, bên ngoài vẫn như xưa nè, nhưng mà bên trong thì đang rào lại rồi, có lẽ là đang sửa chữa. Và công trình này có lẽ dài hạn nè, mình thấy có một cái container phía trước cửa nè, đó là cái văn phòng làm việc của các kỹ sư đó. Và chúng ta nhìn đối diện trường thì có những cái dãy nhà vẫn như ngày xưa. Vẫn như ngày xưa ở đây chắc có lẽ là khoảng gần 20 năm thôi. Và trước đó nữa thì chắc có lẽ nhà này không có mới như vậy ha. Rồi chúng ta đi tới một tí nữa sẽ đến cái chung cư Nguyễn Hiền Thuật. Sẵn đây mình nhìn lại một số hình ảnh về những cái căn nhà xưa, và cùng nhìn lại ngôi trường mình một lần nữa. Trung tâm ngoại ngữ Thiên Hà Xanh cũng nằm trong cái khuôn viên của trường luôn nè. Đó có lẽ cải tạo nâng cấp.
trường này đang cải tạo nâng cấp lại để không có đập bỏ này ha. Rồi chúng ta đi tới một tí nữa mình sẽ dạo một vòng cái cung đường Phan Thanh Giản này về đêm, để bà con mình có thể hình dung được cái cung đường này về đêm như thế nào. Và chúng ta thấy bên kia có cái building rất là lớn, hùng hậu building, hùng hậu building với những cái văn phòng công ty họ xây lên để cho thuê văn phòng. Và xen lẫn những cái căn nhà mới thì cũng có những căn nhà xưa với kiến trúc xưa và những cái rong rêu, mình nhìn thấy là biết nhà xưa rồi. Cửa hàng bán rèm nè, với những rèm này thì tùy chất liệu ha, có những rèm giá rất là cao, có những rèm thì bình thường, tùy theo chất liệu và tùy theo kích thước rồi kiểu gia công. Rèm biệt thự thì nó khác, rồi rèm nhà phố thì nó khác, rồi rèm villa khách sạn thì nó khác nữa, có rất là nhiều giá luôn. Cung đường này về đêm thì không có ồn ào náo nhiệt những hàng quán ăn uống như những cung đường khác, chỉ là những hình ảnh của những cái cửa hiệu bán rèm thôi. Tuy nhiên con đường này rất là an ninh. Cái vỉa hè thì lại rộng nữa, nên mình đi bộ đi dạo rất là thoải mái. Tại vì em cũng chuyên đi dạo rồi, nên thành ra những cái cung đường mà em đi thì có những cung đường cảm thấy rất là thoải mái. Đặc biệt trong đó có cung đường này. Em đi khi nào mà điện thoại nó báo bạn đã đủ bước đi thì dừng lại thôi. Điện thoại Samsung nó có cái app Samsung Health kiểm soát bước đi của chúng ta luôn. Bên kia thấy có cái quán nhà hàng hải sản, mang tiếng nhà hàng thôi chứ thì ra chỉ là quán nhậu thôi. Quán nhậu ở Việt Nam thì luôn là đa số là những cái bàn ngoài vỉa hè đó. Ở đặc trưng của Sài Gòn là quán nhậu vỉa hè. Bạn thấy đây có rèm thanh lý 50% luôn. Rèm thanh lý cũ quá trời luôn. Rèm đổ đóng luôn. Do chắc những nhà người ta thanh lý, nhà người ta đập phá, đập xây dựng lại đó, còn người ta thâu lại rèm cửa rồi đó, hoặc là người ta muốn thay đổi cái kết cấu. Đây là hẻm 611. Và đây là giao lộ Trần Minh Quyền, Trần Minh Quyền và Điện Biên Phủ. Đó, trước mặt chúng ta đó là đường Trần Minh Quyền. Và đi thẳng thì mình sẽ đến đường 3 tháng 2. Ngày xưa là Trần Quốc Toản. Đối với đường Trần Minh Quyền này thì rất là nhỏ thôi, rất là ngắn thôi, không có dài. Chỉ khoảng chừng không đến 1 km. Rồi con đường nó thông đến cái hẻm 611 Điện Biên Phủ luôn nè, cái hẻm bên đây này.
hẻm này cũng rất là lớn, hẻm này có nhà rất là lớn nè. À, rồi chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục mình đi một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ tạm dừng video ha. Một cung đường phải nói là rất là mát mẻ và tĩnh lặng về đêm, với những cái cửa hàng bán rèm cửa và những cái và nơi đó có cái ngôi trường thân quen của chúng ta, đó là trường Phan Xào Nam. Có lẽ trường này ngày xưa không biết phải tên Phan Xào Nam hay không, nhưng mà chắc có lẽ ngày xưa không phải tên này. Cung đường này giống như là các anh chị các bạn đã từng đi học và bây giờ chúng ta đi về nè. Nhà chúng ta ở khu Bàn Cờ, chúng ta đi về về khu Bàn Cờ. Và con đường này thì vẫn như xưa với những cái mái nhà, những cái con hẻm, những cái cửa hiệu. Và nơi đây là quận 10 giáp với quận 3. Mình đi tí bên cánh phải là quận 3 và bên cánh trái là quận 10. Mình đi bên cánh phải là vô những con hẻm, vô chung cư Nguyễn Thiện Thuật đó. Đây là hẻm số 575 Phan Thanh Giản, Điện Biên Phủ nè. Những con hẻm về đêm. Rồi và đây là hẻm 561. Một vài hình ảnh ở cung đường Phan Thanh Giản, trường Phan Xào Nam gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Có dịp chúng ta sẽ khám phá tiếp những hình ảnh ở khu quận 3, quận 10 này ha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Trong lúc thực hiện video thì cũng không tránh khỏi những thiếu sót và sơ sót. Nếu mà sai sót thì các anh chị cho em xin cái comment ha, để em có thể sửa đổi và cập nhật cho những video sau. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn. Hôm nay nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè. Đó là đường Phan Thanh Giản.